chính vách giúp tóc mọc nhanh hơn. Cắt tỉa thường xuyên, gội đầu bằng nước lạnh là những mẹo nên làm để ngăn ngừa tình trạng tóc gãy rụng. 1. Cắt tỉa thường xuyên. Nếu bạn muốn có mái tóc dài và thực sự khỏe mạnh, cắt tỉa thường xuyên là việc nên làm. Một nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng ở Los Angeles, Mỹ cho biết, loại bỏ tình trạng gãy rụng là chìa khóa giúp tóc bạn mọc nhanh, từ đó cải thiện độ bồng bềnh và mềm mượt của tóc. Ảnh, 2. Điều trị ít hóa chất Elizabeth II, chuyên gia tạo màu cao cấp tại thành phố New York chia sẻ, khi lớp biểu bì của tóc bị hư hại do thuốc tẩy, tình trạng gãy hoặc trẻ ngọn sẽ xuất hiện nhiều hơn. Vì vậy, điều trị hóa chất càng ít, tóc của bạn càng phát triển tốt. Ảnh tin 3. Sử dụng chải tóc phù hợp, bước đơn giản mỗi tối để tăng tuần hoàn, giúp da đầu khỏe mạnh hơn theo Mary Kate O'Connor, chuyên gia tạo màu cao cấp tại Santa Monica là Mỗi người nên có một chiếc lược răng thưa, sử dụng lược bắt đầu từ da đầu để phân phối đều dầu lên tóc giúp mái tóc được giữ ẩm tự nhiên. Ảnh này. 4. Bổ sung thực phẩm và vitamin phù hợp, có một mái tóc dài và chắc khỏe không chỉ phụ thuộc vào việc bạn bôi sản phẩm nào lên tóc mà còn ảnh hưởng từ những gì bạn đưa vào cơ thể. Phòng thí nghiệm dinh dưỡng của Good Housekeeping cho rằng, ngoài các thực phẩm giàu protein như thịt, cá, đậu, ngũ cốc, vitamin A C, E và axit béo omega 3 cũng có góp phần giúp tóc khỏe mạnh hơn. Ảnh, Liaria, Interest. 5. Không gội hàng ngày và dưỡng ẩm thường xuyên. Ken Pay, nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng ở Los Angeles giải thích, gội đầu 2 đến 3 lần trên tuần giúp lớp dầu tự nhiên thấm vào tóc để tóc tự ẩm và phục hồi. Bên cạnh đó, việc dưỡng tóc thường xuyên có thể ngăn ngừa hư tổn. Ảnh, Woodhouse Chipping. 6. Gội đầu bằng nước lạnh vào mùa đông. Nếu bạn gội đầu bằng nước nóng có thể làm mất đi lượng nước và dầu tự nhiên trên da đầu. Do đó, hãy thường xuyên massage nhẹ nhàng khi gội đầu để loại bỏ sâu chất bẩn và tăng cường tuần hoàn. Ảnh Sergio 7. Hạn chế chải tóc ướt, tiếp xúc với nước sẽ làm phồng và kéo căng sợi tóc. Thêm vào đó, sức ép từ việc chải tóc trong tình trạng đó có thể khiến tóc bị gãy. Vì vậy bạn nên giảm ma sát lên da đầu bằng cách chọn lược răng thưa phù hợp ảnh new Soviet. 8 tránh tạo kiểu tóc quá nóng hãy ngừng tạo kiểu tóc quá đà Kenpei nói nếu bạn phải sử dụng nhiệt nhà tạo mẫu khuyên mọi người giảm nhiệt độ và luôn sử dụng chất bảo vệ tóc nếu không nguy cơ hỏng tóc dẫn đến sơ dụng sẽ diễn ra nhanh chóng ảnh on 20. 9 ngủ trên gối lụa những gì bạn cần làm để có được mái tóc đẹp hơn khi ngủ là sử dụng vào gối lụa. Bác sĩ gia liễu Jetlin Ohulia cho biết, tơ dễ bám trên tóc giúp tránh bị rối và gãy rụng. Ảnh, qua và.